Hello anh chị, em Hoàng An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa và chào mừng tất cả anh chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024, xin chúc tất cả anh chị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh chị nhau, và chúc anh chị thật nhiều phút giây thư giãn thoải mái xem kênh của em An. Hôm nay thì em An sẽ lên sóng cập nhật cho anh chị những mẫu xe số tự động tài chính từ trên 300 triệu đến dưới 400 triệu cho chị lựa chọn anh chị em. Và chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì lên trực tiếp cửa nhà em An để xem xe, chạy trải nghiệm cũng như là thương lượng giá với em An rất nhanh gọn thôi. Cửa hàng nhà em An tọa lạc tại số 1968 ngã Bao, xã Đường DT 743B, khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương. Em An thì còn rất là nhiều những mẫu xe tự động trên 400 đến gần 1 tỷ chị nhá. Nhưng mà hôm nay thì em An sẽ chỉ giới thiệu những mẫu xe mà tài chính trên 300 triệu mà số tự động anh chị nhá. Số tự động thì thực sự là anh chị đi nó sẽ nhàn nhã hơn rất là nhiều so với số sàn. Chính vì vậy mà anh chị xem hết video này để cùng xem em An đã có những mẫu xe số tự động nào anh chị nhận. Đây, mời chị vào đây với em An. Em An đang có một chiếc Toyota Vios phiên bản G. Đây, xe này rất đẹp anh chị ạ, G16 biển Sài Gòn, màu vàng cát, luôn là cái màu đẹp nhất của Toyota Vios đúng không ạ. Chiếc này của em An đi 87.000 và chủ xe thì đã lên 4 lốp Michelin mới tinh cho chị rồi. 87.000 anh chị ạ cho chiếc Vios G này. Ở bản G sẽ được trang bị sẵn cho chị như là đèn pha dấu kính này, điều hòa tự động và ghế da zin. Và đời này thì nội thất sẽ là màu đen nguyên bản chị ạ, màu vàng cát. Xe thì em An cam kết là km nguyên bản và không đâm đụng gì kích tai nạn. Xe cũ thì sẽ có xước sát dặm sơn. Với những chiếc xe mà đời như này thì hiện tại ngân hàng không hỗ trợ góp được chị nhá, mình mua tiền mặt thôi. 4 lốp Michelin rồi. Đây cho chị tham quan nội thất này. Bản G 2016. Xe đi đúng đồng hồ là 87.000 km, 87.000 anh chị ạ. Mức giá Beaman đang chào bán là 368 triệu đồng cho chiếc bản G này. Đó, xe rất là đẹp luôn anh chị nhá. 8.7 thì rất là đẹp đấy chị. Sáu trăm sáu mươi tám triệu và chị đã sở hữu một chiếc Toyota Vios. Vios thì nổi tiếng là bền bỉ rồi, nồi đồng cối đá thôi chị. Đấy, quay lại đi, em An đang còn một chiếc Vios nữa đấy ạ. Vios G 2017, em này của em An là bản G 2017 và chiếc này thì hiện tại đang lăn bánh là 83.000 km. Chủ xe đã lên cho chị cặp đèn bi gầm rồi, bi xi nhông của chị nhá. Đấy. Chiếc này của em An thì đang có mức giá chào là 385 triệu đồng, 385 triệu chưa, 383. Đấy, và xe thì lên khá nhiều đồ chơi rồi. Bản G là bản cao cấp nhất. Vios có hai bản, bản E tự động và bản G tự động, thì bản G là bản cao cấp nhất đây chị nhá. Đấy, chiếc này là màu vàng cát này, 383 triệu đồng cho chiếc này. Đấy, ok luôn. Xe em An đã sờ ba sạch sẽ nhá. Ghế da zin, màn hình Android 10 inch rất lớn rồi. Ghế da zin này, Toyota Vios G 2017. Mức giá Beaman đang chào bán là 383 triệu đồng, 383. Xe thì Beaman sẽ hỗ trợ sờ ba làm đẹp sạch sẽ cho chị. Chị lên xem thực tế thì Beaman sẽ bớt thêm và những cái chi tiết mà Beaman bảo hành như là động cơ hộp số thì bảo hành cho chị 5.000 km, 5.000 km anh chị nhá, hoặc 6 tháng sử dụng. Cái nào đến trước thì chúng ta sẽ bảo hành cho cái đó. Vios em An còn hai chiếc Vios E tự động màu trắng, nhưng mà tầm giá thì nó trên 400. Thế là trong video này thì em An sẽ chỉ giới thiệu những chiếc xe mà tự động dưới trên 300 thôi, trên 300 và dưới 400 để chị mình dễ tham khảo ha. Đấy, đây là chiếc bản G, em An nhắc lại nhá, 2017 bản G, và chiếc này đang có mức giá cho chị là 383 triệu đồng. Đây, qua bên đây thì em An đang có ba chiếc số tự động nữa này, đều là tự động nhá. Hạng A Fadil thì nó là chạy ngon nhất rồi. Riêng hạng A như VinFast Fadil thì là chạy ngon nhất phân khúc hạng A rồi. Fadil 2022 bản Plus đấy chị nhá. Bản Plus chiếc này của em An đang lăn bánh chuẩn đồng hồ là 23.000 thôi. Fadil động cơ là 1.4, nó sẽ hơi hao xăng nhưng bù lại đây là một chiếc xe chạy ngon, phải nói là chạy ngon đầm đấy chị nhá. Và xe mới đi có 23.000 thôi nên là mọi thứ nó còn rất là mới. Bản Plus này sẽ được trang bị cho chị mâm phay này, và có màn hình, màn hình cũng như là cam lùi tích hợp sẵn. Em An ở dưới kia còn một chiếc bản bay nữa, bản bay thì giá nó mềm hơn. Chiếc này của em An thì đang là 366 triệu, và em An đang báo giá chốt bán là 356 trong chiếc xe 22 bản Plus chị ạ. Ghế da zin, màn hình cam lùi có đủ rồi.
xe đã được trang bị sẵn lốp sàn cho chị. VinFast Fadil bản Plus, xe này còn mới tinh anh chị nhá. Xe cũ nó là một cái sản phẩm không đồng nhất, anh chị có thể thấy là một chiếc xe cùng năm sản xuất nhưng km nó có thể khác nhau. Đấy, nên là giá thì nó cũng sẽ là khác nhau. Chất lượng nó sẽ quyết định giá anh chị ạ. Đấy. Xe còn mới lắm, nội thất là ghế da zin nguyên bản màu đen. Lót sàn thì chủ xe cũng đã lên rồi. Bản Plus anh chị ạ. 2022. Plus. Xe đang chạy đúng đồng hồ là 23.000 km thôi. Mới lắm anh chị nhá. Đấy là bản này sẽ có vô lăng tích hợp. Có thêm cho chị như là màn hình cam lùi. Đấy, bản bay thì nó sẽ không có anh chị ạ. Rồi, chúng ta lùi lại với một chiếc xe Accent hạng B của nhà Mitsubishi này. Chiếc này của Aman thì đây là bản cao cấp nhất 21 bản Bre, nó sẽ có cân bằng điện tử nhá. Phần lóc xe thì chủ xe họ đã dán đề can đen mập phanh nguyên bản. Một chiếc xe động cơ 1.2 vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Thậm chí là tiết kiệm hơn cả Fadil. Không gian nội thất rất là rộng. Đấy. Em này đang đi 52.000 km chuẩn. Và mức giá bán bên Aman đang chào là 389 triệu. Đấy. Cho chiếc Mitsubishi Actray này. Đây. Đấy. Nội thất còn mới lắm anh chị nhá. Ghế da zin này, có đèn LED này, khóa thông minh này. Các chi tiết như là cục cần số hay là tay thắng thì chủ xe họ đều đã bọc da cho chị rồi. Đấy. Lưu ý cho Aman là Actray có hai bản, bản Bre và bản CVT nhé. Bản này là bản cao cấp nhất, nó sẽ được trang bị cân bằng điện tử luôn. Đó, được chưa? Actray 2021 Bre. Giá bán hiện tại đang là 389 triệu đồng. Với chiếc này, giá mà Aman đưa ra là mức giá cực kỳ là tốt đấy chị, rất là tốt để chị mình tiếp cận được một chiếc xe Actray như này nhé Aman. Phần đầu xe đây, tất cả được trang bị là đèn LED hết đấy chị, có giải LED định vị ban ngày. Tiếp theo là một chiếc Toyota Yaris, một chiếc xe không dành cho quá nhiều người bởi vì tầm giá của Toyota Yaris khá cứng, nhưng anh chị nào biết về dòng này thì rất là thích. Yaris G 1.3 2016 nhập Thái Lan. Em này đi 84.000 hai chủ nhưng mà chuẩn km. Chủ xe đã lên cặp đèn bi gầm rồi, lên cách âm, lên màn hình Android, rất nhiều đồ chơi trên chiếc Yaris này. Yaris G nhé, 2016. Và em này đang có mức giá chào là 389. Em An đang giảm cho chị 10 triệu còn 379 triệu trên video của em này. 4 lốp mới này, làm cách âm này. Làm cách âm rồi. Về mưa phim máy nhiệt đã lên đủ nhá. Toyota Yaris G 2016. $389 là chị đã tiếp cận một chiếc Yaris rồi. Được chưa? 389 em An đang giảm 10 triệu còn 379 triệu trên video ngày hôm nay. Ghế da đã lên, màn hình đã lên. Và lưu ý đây là một chiếc xe động cơ nó chỉ có 1.3 thôi. Đấy, 1.3 thôi anh chị thấy không ạ? Xe rất đẹp nhá. Những cái dòng này thì thường thường là đi đâu có nhiều đâu đúng không ạ? Rất là dễ dàng chúng ta mua được những xe đi ít km. Ok. 389 triệu em An để chị 379. Tiếp tục mời chị di chuyển xuống đây với Aman nhé. Hiện tại thì Aman đang cần mua rất nhiều xe. Anh chị có thông tin xe cần bán, giới thiệu cho Aman để Aman đến tận nơi thu mua cho anh chị với mức giá tốt nhất. Đây, chúng ta đi đến đây với Aman. Đấy, rất nhiều lựa chọn cho chị, nhưng mà hôm nay video này thì nó sẽ chỉ là những cái mẫu xe tài chính dưới 400 thôi. Đây ạ, dưới đây Aman có Morning này. Đây, mời chị xuống đây với Aman. K3 này Aman nhận cọc rồi, Xpander nhận cọc rồi. Đây em An có một chiếc Kia Morning này, xe đang dọn anh chị ạ. Đấy, một chiếc xe đã qua sử dụng về thì bắt buộc phải spa làm đẹp chứ không phải là về bán ngay đâu. Xe này nó bị xước mâm, mâm nó bị xước, em An làm phay mới lại cho anh chị luôn. Đấy, hỗ trợ spa lại đẹp long lanh cho anh chị. Kia Morning em này của em An là phiên bản S anh chị nhá. S2018 bản S. Đây đi qua đây em. Đấy, 2018 bản S, xe thì sẽ là ghế hai màu, đây là bản cao cấp nhất. 53.000 km chuẩn, em này đang có mức giá là 308 triệu đồng cho chiếc Kia Morning bản S2018 số tự động này. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Fadil, Fadil bản Bay 20. Đấy, em này thì cũng tầm giá cho chị 300 triệu. Bản Bay 2020 đi 6 vạn, rất đẹp này, màu này là màu xám lông chuột anh chị nhá. Xe thì anh em đang dọn này. Đấy, 20 được chưa? Tự động nhá, chạy bao thích cho chị luôn. Ngoài ra thì em An có một chiếc Cerato số sàn này, hôm trước em An đã giới thiệu rồi. Xe thì anh em đang spa, đang rửa dọn.
Ok chị, em An vừa cập nhật và báo giá cho anh chị tất cả những mẫu xe số tự động tài chính dưới 45 triệu cho chị lựa chọn, và chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì lên trực tiếp cửa nhà em An để xem xe. Một nữa cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video của em An. Xin chào, gặp lại chị. Xin chào.